Xin chào, tôi cho bạn xem đây là con rùa bị bạch tạng quý nhất thế giới. Loài rùa đẩy ở châu Phi hay còn gọi là rùa cạn, là giống rùa đặc biệt sống ở phương Nam sa mạc Sahara thuộc phía Bắc châu Phi. Nó là loài rùa lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất trong các giống rùa sống trên đất liền. Rùa cạn là động vật ăn cỏ, chủ yếu chúng ăn cỏ và rau, có hàm lượng chất xơ cao và rất ít protein, nên tránh cho chúng ăn trái cây.